Xin chào tất cả bác đã đến với cửa hàng Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu trong buổi trưa ngày hôm nay. Thì các sản phẩm ở phiên trước cũng chia sẻ với các bác, thì những sản phẩm ở phiên trước thì các bác đã chốt rất là nhiều rồi. Để tránh trường hợp như buổi sáng và buổi tối hôm qua thì rất nhiều các bác gọi điện chốt cùng một con. Thì các bác chốt, các bác chú ý giúp em. Nhiều bác có đọc với em là cái mã ở trên con đồng hồ này, ví dụ như 62 x 40, đây là cái kích thước ở trên đồng hồ. Nhiều bác có nói là con 62 x 40, thực sự các bác là em không thể tìm hàng được kiểu vậy các bác ạ. Thì các bác cố gắng giúp em, chúng ta chụp ảnh màn hình gửi qua Zalo giúp em các bác nhá. Tại vì nhiều lúc các bác đọc các mã số tím ở trên phía trên cái đồng hồ này, thực sự các bác hàng về nhiều như thế này các bác mà em tìm em cũng không thể tìm ra được. Các bác chụp ảnh cho em gửi vào hội nhóm kho và kỹ thuật thì các bác sẽ check được ngay ra cho các bác thôi các bác nhá. Cứ từ từ chốt thì các bác chuyển cọc luôn thì hàng sẽ là của các bác thôi, không có gì là vụ vội cả các bác. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay em sẽ quay phục vụ các bác là những cái chiếc đồng hồ 36, em sẽ lên 7 con trước các bác nhá. Phiên buổi trưa này là phiên bổ sung cho buổi tối các bác, buổi tối các bác chốt hết thì sẽ có một phiên buổi trưa nữa, toàn hàng mới, khui cái kiện này ra thì rất là đẹp các bác nhá. Thì em sẽ lên từng sản phẩm một. Sản phẩm đầu tiên em sẽ quay cho các bác đó chính là một chiếc đồng hồ Odo ôm tay đánh chuông các bác nhá. Odo ôm tay đánh chuông, các bác chú ý giúp em. Con này con bính bong các bác nhá. Con bính bong, nắp là nắp đàn, các bác có thể nhìn thấy đây. Nắp đàn cực kỳ sáng các bác nhá. Vì sao gọi nắp đàn ạ? Các bác nhìn thấy nắp như một cái cây đàn các bác nhá. Đây là những cái dây đây các bác nhá. Người Tây người ta thiết kế xin thưa các bác là đều có bản vẽ thiết kế và có ý đồ của họ các bác nhá. Con này thì nó đánh 3 gông. Điểm 3 gông bính bong các bác nhá, Odo. Mặt này chắc chắn mặt nó phải trên 20 rồi. Mặt 20 các bác nhá. Mặt 20. Mặt 20 các bạn. Viền được nắc kê vàng. Viền nắc kê vàng các bác nhá. Viền nắc kê vàng. Mặt con này thì mặt của nó là sơn màu men các bác nhá, cực kỳ bền. Mặt này rất là bền. Ví dụ như một số loại mặt các bác xịt nước rửa kính và các bác lau thì là nó sẽ phai ngay, nhưng với những cái mặt này thì nó trơ. Rất là nhiều người ta ưa chuộng các mặt này. Đời máy là đời máy hoa dâu các bác nhé, đời máy hoa dâu. Đấy, con này em xin phép là em sẽ đây là ti đóng này, đánh cực kỳ ngân này, các bác nhìn giúp em này. Con này con Odo các bác nhá. Đấy. Em xin phép là em không tháo ra, bởi tháo ra nó rất mất thời gian các bác, tháo ra các bác phải vận những cái con ốc ở đây. Vận những con ốc ở đây. Sau đó lại phải bắt lại, máy móc bao zin bao đẹp cho các bác cứ yên tâm. Lau dầu này em sẽ bảo hành cho bác là 2 năm, có tem kỹ thuật ở trong thùng, các bác nhé, các bác cứ yên tâm. Kính là kính mạ vàng các bác nhé. Gỗ là gỗ sồi già, được các người nghệ nhân người ta chạm khảm, điêu khắc những cái đường soi nghệ thuật cực kỳ đẹp, các bác nhé. Đục rất là sâu, hình hoa lá tây cách điệu, các bác nhìn rất là sâu. Con này thì các bác chơi là nó rất là đẹp. Con này thì em sẽ giao lưu các bác với giá là 4 triệu. Con này thì 30 phút nó điểm chuông một lần các bác nhé. 30 phút chuông đồng hồ này là nó điểm chuông một lần các bác. 3 phút nó sẽ gõ chuông bính bong một lần. Các bác chú ý, Odo bính bong nó rất là hiếm các bác nhá. Con này treo thì các bác treo nó rất là đẹp, phù hợp với các dạng nhà tân cổ điển, nhà gỗ, nhà cổ các bác đều treo được hết các bác nhá. Và rất là sạch sẽ, các bác mua những con sạch như thế này. Thì em đã nói rồi, thêm một chút vào chưa hẳn con đẹp, về nỡ phải sửa sang. Sản phẩm tiếp theo là một chiếc đồng hồ Van Dijk các bác nhá, Van Dijk của Pháp. Với thương hiệu Van Dijk này thì chắc chắn là nó sẽ không còn xa lạ gì với nhiều các bác chơi đồng hồ cổ nữa. Tuy nhiên em vẫn muốn nhắc lại với các bác chơi mới, các cái bác mà mới chơi, các bác hỏi là cái thương hiệu Van Dijk này thì nó xuất xứ ở đâu và nó sinh ra từ bao giờ. Thì một trong những câu hỏi rất là hay tối qua các bác gửi cho em, thì con Van Dijk này chia sẻ với các bác nó là có xuất xứ từ Pháp các bác nhé. Có xuất xứ từ Pháp các bạn, có xuất xứ từ Pháp, sản xuất từ khoảng những năm 70, những cái đời như thế này, 60-70 rồi các bạn.
Tính ra nên là cái độ kỹ thuật của máy rất là tinh xảo nhá. Bởi cái thời đại đó thì thực sự các bác là cái nền cực kỳ chính xác, khá chính xác là của người Đức và người Pháp. Hai bên được chạm hai cái chùm hoa các bác nhá, chùm hoa rủ cực kỳ đẹp. Trên nền gỗ sồi già các bác có thể nhìn thấy vân. Cái vân, các bác nhìn thấy vân giúp em. Đây cái phần sụn các bác nhá, cây gỗ già nó mới có sụn này. Cái phần xoáy xoáy đấy các bác chú ý giúp em. Kính thì là kính trắng, kính trắng rất là trong. Mặt ba ra nằm vành là vành gỗ các bác nhá. Quả lắc thì em để trong thùng đây, có khi là không phải tháo ra các bác nhá, đỡ mất thời gian. Máy trước đồng hồ này là máy 37 các bác nhá, máy màu đồng mắt cua. Hàm lượng đồng rất là cao với những cái màu đồng sậm các bác nhá. Ốc các bác có thể thấy đây. Con này thì theo em nó là xuất sắc, các bác nhìn này, những cái điểm ốc này. Thì sao em nói như vậy, các bác nhìn cái điểm ốc này, bắt nét các bác sẽ thấy. Đấy. Còn chưa có dấu hiệu của xin thưa xoáy cái ốc ngựa này ra thì em cho con đồng hồ này là con đồng hồ khá là đẹp các bác nhá. Người Tây người ta sử dụng khá là ít. Được đánh bằng những cái nhíp nò xo như thế này, các bác có thể nhìn thấy đây. Cái nhíp nò xo này nó kéo nó sẽ căng hơn cái nực nhíp thép các bác nhá. Khi nó bật ra thì cái nực đàn hồi của nó sẽ rất là lớn, nó đánh thanh công rất là mạnh, âm thanh nó rất là hay và to. Máy 37 các bác nhá. Con này chơi bản nhạc Westminster, đánh trên nền 5 thanh công thép các bác nhá, thanh côn chéo. Vì sao người ta làm thanh côn chéo các bác? Cái thanh côn chéo này các bác nhá. Cái thanh côn chéo này thì cái biên độ dao động của nó sẽ rung mạnh hơn là khi các bác để thẳng. Các bác mà bắt thẳng cái thanh côn này ra thì cái dao động của các bác nó rất là nhỏ, nhưng khi các bác bắt nghiêng thanh côn chéo thì các bác biết rồi, nó rung rất là mạnh, nó như đàn bầu các bác nhé. Thì nó sẽ cho ra cái chất âm đến với các bác thì nó đạt độ ngân của hãng đưa ra. Con này thì em sẽ giao lưu với các bác với giá là 2,9 triệu các bác nhá. 2,9 triệu còn chưa đồng hồ này thôi, chưa đến 3 triệu, ngang bằng con tạ nê mà các bác đã có con đồng hồ 3 lỗ cho tự chơi rồi. Mà con này đẹp luôn. Kích thước là 62 x 40. Sản phẩm tiếp theo đó chính là một chiếc đồng hồ Vanet tiếp theo các bác nhá. Kích thước là 62 x 40, con này kính mài, kính phía dưới là kính mài, hai bên là được đục chạm bo rất là đẹp các bác nhé. Các bác có thể thấy con này thì còn giấy tờ của nhà sản xuất luôn các bác nhé. Đây cái ông này là ông ấy mua hay là ông bảo dưỡng năm 89 các bác nhé. Đây tên này này, đấy, các bác thấy chưa? Còn cái địa chỉ cửa hàng bán rồi các thứ luôn. Con này rất là hay, để vào thùng cho các bác nào mua được. Đấy, quả nắc đây cho nhá. Quả nắc này là quả nắc vàng, nhưng mà Tây người ta sẽ sơn một cái lớp bảo quản ở đây các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy đây, màu bạc. Máy móc con này thì cũng như con kia thôi. Các bác nhìn những con đẹp hay không, các bác nhìn ốc giúp em. Các bác nhìn ốc giúp em, mở ra nhiều thì nó chết. Ốc con này rất là đẹp đây, các bác có thể nhìn thấy. Nhưng con này người Tây là người ta không tra dầu, người ta tra bằng mỡ bò các bác nhá. Ở bên Tây là người ta tra mỡ thì các bác biết rồi. Mỡ thì là nó nó nâu phải tra dầu hơn là tra dầu các bác. Nhưng mà nhìn thì nó bẩn, nhưng rửa sạch thì nó hết các bác. Cái này cái ngắt chuông. Đấy, các bác thấy không? Cái ngắt chuông, cần ngắt chuông các bác nhé. Cần ngắt chuông. Mặt con này thì mặt tương đối, mặt này thì em cho tầm khoảng 6 điểm rưỡi các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy mặt bát răng nằm.
Made in Fashion Fang của Pháp coi nhá. Con này đánh trên nền 5 thanh gông thép chéo, thì như trước đồng hồ trước thì em đã nói rồi, người ta đều có dụng ý bắt côn chéo cả. Chiếc đồng hồ này thì em sẽ giao lưu với các bác với giá là 2,8 triệu, 2 triệu 8 con đã có con đồng hồ rồi, bằng con tạ nê vai bò của con treo tường chơi, rất là tuyệt vời. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó là một siêu phẩm đấy nhé. Con này thì thực sự các bác, nó là trong những cái phiên bản được hãng Dung Han đăng ký, xin thưa bác làm về kiểu dáng công nghiệp các bác nhé, sở hữu trí tuệ đấy. Với những cái bộ máy lát nữa thì em sẽ mời các bác cùng xem cái bộ máy độc đáo của nó. Chiếc đồng hồ này thì các bác có thể nhìn thấy kính dao mạ vàng, kính dao đồng mạ vàng, các bác nhìn thấy rất là nổi bật, được đục chạm tinh xảo các góc cạnh kính pha nê các bác nhá, các góc cạnh này này trong suốt, các bác nhìn ngang các bác biết sạm trong không thấy xanh các bác nhá. Hình cái khiên các bác nhá rất là đẹp, kính dao mạ vàng theo cái bộ mặt số mạ vàng của nó, những họa tiết bốn góc cực kỳ đẹp. Khi quả nắp vàng của các bác mà lúc nắp ở trong cái kính rào như thế này, nó phản chiếu ánh cái khúc xạ mắt các bác cực kỳ đẹp luôn, các bác có nhìn thấy không ạ? Quả nắp cũng mạ vàng luôn. Đây là một trong những cái phiên bản cực kỳ cao cấp của Dung Han. Mặt số con này là con Dung Han cổ, mặt số của nó đã trải qua nhiều năm tháng thời gian rồi, chắc chắn nó khoảng trên 80 năm sử dụng rồi. Mặt thì là mặt đúng đời của đời này là gì ạ? Là cốt đồng trắng bạc, ở phía trong của nó sẽ là đồng và ở bên ngoài nó sẽ trắng bạc. Và thường cái đời này là đời cổ các bác nhé, đời này thì các bác không nên sử dụng một cái hóa chất gì để các bác đau ở mặt, bởi ngày đó công nghệ ngày đó người ta chưa nghĩ ra, xin thưa bác, là cái mực không phai với cả cái lớp dưỡng ở trên bề mặt mà người ta tráng cái lớp bạc lên như thế này, thì qua thời gian sử dụng thì nó sẽ xuống màu như này rất là đẹp. Thế bác chớ có dại mà xịt cái hóa chất gì vào đây các bác nhé, khuyên của nó cũng là khuyên đồng. Sau này những năm 70 về sau, một số hãng thì nó có cái lớp bảo quản ở bên trên rồi, thì các bác có thể xịt một số loại chất tẩy rửa nhẹ vào. Máy là máy Dung Han, máy cổ các nhá. Con này con đánh bính bong, các bác chú ý giúp em, bính bong. Con này rất là hiếm các bác nhá. Đây là cái hệ thống, các bác có thể thấy nó ngắt chuông của nó rất là thông minh các bác nhá. Đây các bác thấy này, cái hệ thống ngắt chuông này, khi các bác ngắt chuông bình thường, con bình thường các bác buộc dây đúng không, nhưng con này các bác này, các bác thì ấn vào cái nút này, các bác thấy không ạ, là nó sẽ kẹp hoàn toàn rất chắc chắn một cái búa này các bác nhá. Một cái chi tiết rất là nhỏ và đơn giản thôi, nhưng các bác cũng thấy là cái độ cao cấp của chiếc đồng hồ này, các bác có thể nhìn thấy rất cổ. Đây các bác nhá, những cái đầu ốc của người ta vặn ra còn rất là ít. Đây là con di cổ các bác nhá, củ gông Hoa Thị, gông rất là dài. Con này thì chắc chắn là nó đánh bính bong rồi các bác nhá, đánh bính bong 3 phút điểm chuông lần. Hai bên là hai ô cửa các bác nhá, hai bên là hai cái ô cửa sổ để các bác có thể nhìn máy móc hoạt động. Con này là nó là được thiết kế bằng cái dòng gỗ sồi cực già và qua nhiều năm tháng nó xuống màu rất đẹp. Màu mới thì chúng ta có thể làm nên được, nhưng mà màu cổ thì xin thưa bác làm nên nó khó đấy. Con này là một trong những phiên bản đặc biệt, con này khá là VIP của ngày hôm nay. Cho em sẽ giao lưu các bác với một cái mức giá hợp lý. Con này thì hoàn hảo, chỉ phải lau dầu thôi. À, em chốt các bác với giá 3,9 triệu các bác nha. 3 triệu 900 nghìn đồng, kích thước 77 x 35. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ song tiện Dung Han các bác nhá. Pháp có đô thì Đức sẽ có Dung Han. Pháp có đô thì Đức sẽ có Dung Han. Một con song tiện Dung Han này rất nhiều bác đặt nhưng em không nhớ là bác nào, vì vậy em cho lên livestream các bác nhá. Cơ hội sẽ được chia ra mọi người công bằng. Một chiếc đồng hồ Dung Han hay còn gọi là Di Đức các bác nhá, cực kỳ cổ, những con này có niên đại khoảng trên 80 năm. Song tiện kép kính rào hen Di các bác nhá, kính rào hen Di là kính rào gỗ các bác nhá, được gọt chạm tinh xảo các bác nhá, thành hình những ô cửa. Cái kính này còn giá trị hơn cả cái đời kính rào kim loại đấy các bác, nhìn nó rất là đẹp. Kính trên là kính cong, kính trên là kính cong, có kính cong cho các bác nhá, có kính cong nắp cho các bác luôn. Con này con Di 8, con Di 8 các bác nhá, con Di 8
số 7 ở đây. Các bác nhìn thấy số 7 giúp em. Số 7 là số 7 Bano, số 7 may mắn. Người Tây người ta ở các ngân hàng Tây người ta có ngân hàng Seven Bank. Các nhá, tức là người ta cho cái con số 7 này là số 7 rất may mắn. Và đặc biệt những con dung han, những con đời cổ trên 80 năm hoặc là những cái dòng cổ thì nó sẽ có thêm một cái dấu gạch như này, người ta gọi là số 7 Bano. Rất là hiếm gặp. Kim sử dụng trên bộ kim là bộ kim mũi giáo các bác nhá. Nhìn chỉ giờ rất đẹp. Quả nắc đây, tay nắc dài, con này tay nắc thì chắc chắn là rất dài rồi. Máy này là máy Z ngôi sao, máy này gọi là máy Z ngôi sao. CV Z máy nó 730, tức là sản xuất trong những bao nhiêu con đấy các bác nhá. Còn thứ 730 sao? Hay là cái mã số đời này nó là 730. Con này con dung an, nhưng máy này máy ngôi sao. Máy này máy cối sai cổ các bác nhá. Chứ cái nền chuông này thì thực sự các bác là nó cực kỳ hay. Nếu các bác muốn nghe chuông con này thì em cũng có thể thử cho các bác một đoạn. Chuông này cực hay. Quá tuyệt vời, điểm giờ nó nghe các bác nghe rung nhà rung bàn. Coi xong tiếng kép coi nhá. Chương của nó thì đây, chương đơn các bác nhá, chương đơn. Con này thì sẽ đầy đủ con tiện cho các bác nhá. Đầy đủ có 4 con tiện cho các bác luôn rồi, em bao cho các bác cái kính luôn các bác nhá. Con này thì các bác nhìn rất là sạch sẽ tuyệt vời rồi. Cũng chẳng có gì để chê cả đâu các bác. Xong tiện. Con này kích thước khá là to, kích thước là gần 1m, 95 x 40 các bác nhá. Con này mà lên con tiện nữa thì em nghĩ nó phải lên 1m. Và giá em giao lưu các bác là 8.8 triệu nguyên bụi chưa lau dầu, bao gồm đầy đủ con tiện và kính cho các bác rồi các bác nhá. Như em Thành đã nói, các bác treo thùng bè, thùng dài đơn thuần, các bác treo 3 con các bác nhìn rối mắt ngay tại vì mẫu mã nó giống nhau. Các bác treo con song tiện này muôn hình muôn vẻ chơi kiến trúc các bác nhá. Bác treo càng đẹp, riêng dòng song tiện như thế này. Các bạn cứ thử đi, mua 5 con song tiện treo một hàng xem là nó, và mua 5 con thùng bè treo một hàng xem là bố cục con nào đẹp hơn. Sản phẩm tiếp theo đó chính là một chiếc đồng hồ FFR của Pháp các bạn nhá. Con này cấu hình máy 808 búa chơi bản nhạc West 15 phút điểm chuông một lần, sản xuất trước những năm 70 các bạn nhá. Hai bên được đục chạm hai bông hồng cực kỳ đẹp, kênh bong các bạn nhá, kênh bong các bạn có thể nhìn thấy đây. Hai bên là hai cái đường chỉ mạ vàng cân đối theo cái cấu trúc, theo cái kích thước chuẩn của nhà máy đưa ra. Dòng FFR này thì cũng chia sẻ các bác là nó được sản xuất trước những năm 70 và ở một cái thung lũng giáp biên giới Đức gọi là Mobia các bác nhá. Đây là cái ngôi làng sản sinh ra Zusa, FFR và Odo. Sau này thì thằng Odo nó sẽ mua lại cái hãng này các bác nhá. À, người ta hay gọi là Odo mặt trời, nhưng con này đính chính xác các bác là con FFR. Con này thì cực kỳ đẹp, vành chrome, một trong những phiên bản cực kỳ cao cấp các bác nhá. Đấy, các bác nhìn thấy á, kim là kim măn ngỗng ạ. Kim măn ngỗng như con Odo 57 các bác nhá. Các bác mà dập chữ Odo ở đây các bác nhá. Các bác nào mua mà nhờ anh Trung dập cái chữ Odo ở đây thì nó thì bởi vì nó chưa có chữ FFR mà thì là các bác nhá. Thì là nhìn này ai chẳng bảo con Odo 57 ạ. Mặt là mặt số nổi các bác nhá, mặt là mặt số nổi. Máy xoáy vẩy cá các bác nhá, máy xoáy vẩy cá. Con này thì có rất nhiều tên gọi, người ta gọi là Zomanet này. À, đây các bác, em nói có sách mách có chứng các bác nhìn thấy đây. Ví dụ các bác có nhìn thấy chữ Mobile đâu ạ, chính là ngôi làng sản xuất ở chiếc đồng hồ này. Một cái con này thì FFR rồi Romanet rồi Mobile rồi Odo mặt trời, đồng hồ mặt trời, rất là nhiều tên gọi các bác nhá. Con này thì nó bền, chơi ở Việt Nam thì nó phổ thông như con Odo ấy các bác. Đấy, con này thì nguyên bụi các bác, bụi quá. Con này nó đánh to lắm các bác nhá. Rồng nó đây, con này đảm bảo cho các bác âm thanh cực kỳ to.
con này còn nguyên cái tay cầm đây. Thì các bác ơi, các bác nhìn này, nguyên cái tay cầm đây, về các bác lau chùi vệ sinh sạch sẽ giúp em. Con này nó ngốc ngoác rồi, nếu các bác thích nghe chuông thì em có thể lên cái chuông cho các bác nghe thử tí chuông cho đỡ chán. Cái này tay cầm em sẽ bắt vào cho các bác sau nhé, các cứ yên tâm lau chùi xước xát em lau cho. Con này máy thực sự các bác còn rất là mới luôn đấy. Chuông rất là to các bác nhá. Cái điểm giờ đánh chuông rất to. Con này thì cái âm thanh nó khỏi bàn. Em sẽ có quả nắp cho các bác rồi. Còn thùng xốp em chưa nắp. Và sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay. Tôi bán rồi. Con này kích thước là 56 x 46 các bác nhá. 56 x 46. Và giá em sẽ giao lưu cho các bác là con này. Con số nổi các bác nhá. 4,5 triệu. À. FFR xin thưa bác mà chơi hỏng đời mình chưa hỏng. Cha truyền con nối chơi đời này sang đời khác. FFR này thực sự các bác nó bền lắm. Những con Odo nội địa, những con FFR nội địa các bác hay thấy là các chú các bác nhà mình hay chơi thời xưa ấy, bao giờ hỏng đâu. Con này thì rất nhiều bác săn và đặc biệt con này số nổi. Giá quá hợp lý 4,5 triệu. Và như vậy thì em sẽ kết thúc phiên ngày hôm nay tại đây. Một lần nữa cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác nào có nhu cầu lau dầu hoặc các bác chốt sản phẩm nào, số điện thoại em ghim góc màn hình, các bác có thể chụp ảnh gửi qua em qua Zalo và gọi điện giúp em các bác nhé. Có lau dầu thì báo bên em lau dầu. Cảm ơn các bác đã theo dõi.